bước chân vào một cái lãnh địa thay vì chỉ làm thương mại. Cái bài toán mà đi ra thế giới ấy, nó là bài toán lớn. Với cái tương lai mà để mở rộng thị trường đấy là thị trường xe điện chứ không phải là dừng xe xăng. Một cái trang báo nói về anh chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, anh có chia sẻ là Vingroup thì họ rất thành công tất cả trên các mạng lĩnh vực, chẳng hạn như bất động sản hay là tiêu dùng hay là sản xuất. Tuy nhiên thì cái mảng sản xuất về lĩnh vực ô tô thì là cái hố sâu kéo Vingroup xuống. Thì anh có thể là cho chúng em biết là tại sao lại là như vậy không ạ? Anh thì nghĩ là như thế này này, thực ra về việc Vingroup làm ô tô, anh nghĩ là nó không phải việc là kiếm tiền, mà nó là bước chân vào một cái lãnh địa là sản xuất. Với Vingroup và với Việt Nam là bắt tay vào sản xuất một cái gì đó thay vì chỉ làm thương mại. Còn cái việc mà anh Dương anh nói rằng có thể là cả khó khăn cho Vin là một điều đơn giản thôi, là ô tô nó không phải là một cái ngành gì đó béo bở, lợi nhuận ở trên một đầu xe nó tương đối thấp. Ví dụ chẳng hạn như là mỗi một hãng thì bình thường nó tầm khoảng 8%, 10% bình thường. Thế còn cái việc về nhận định thì những cái chuyện vĩ mô thì anh nghĩ là anh chỉ quan tâm về kỹ thuật là nhiều, chứ còn những cái quan điểm cá nhân về vĩ mô thì anh nghĩ là rất là khó để mà nói về việc đấy. Ví dụ chẳng hạn anh Dương, anh đang làm thương mại thì đương nhiên anh muốn nói tốt về thương mại. Còn anh Vượng làm sản xuất chẳng hạn, và anh nghĩ là cái việc sản xuất là cái việc mà đúng việc nên làm, vì mình không thể đi buôn bãi được, mình cũng phải làm một cái gì đó chứ. Còn cái chuyện đi đường dài ấy, thì mỗi người có một cái quan điểm, cái nhận định nó khác nhau. Đấy là cái gọi là quan điểm của anh. Ở bên nước ngoài thì họ đã hướng tới những công nghệ về chạy điện, đồng thời là những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Vì vậy thì VinFast họ đang mượn lại công nghệ của BM, căn cứ nào mà để họ có thể là vươn ra được cái tầm châu lục như vậy? Anh nghĩ là cái bài toán mà đi ra thế giới ấy, nó là bài toán lớn. Anh nghĩ là cũng khó, bởi vì ngay cả cái việc mà đi ra các thị trường nước ngoài ấy, nó sẽ các thị trường mà lớn như kiểu châu Âu hay Bắc Mỹ thì nó ở cái ngưỡng gọi là bão hòa, và chưa kể là tới đây thì động cơ đốt trong thì nó sẽ bị hạn chế ở tầm khoảng năm 25 chẳng hạn, là tất cả các động cơ đốt trong ở châu Âu Bắc Mỹ đều là bị chế tài rồi, đều bị hạn chế. Đó là anh nghĩ là cái việc mà Vingroup hay là VinFast đi ra tìm kiếm cái thị trường mới, có thể anh nghĩ là tìm kiếm cái thị trường xe điện nhiều hơn. Còn cái thị trường xe động cơ đốt trong ấy, thì có thể là những cái thị trường mới khác, ví dụ như là Trung Mỹ hay Nam Mỹ hay gì đó, hay là Châu Phi chẳng hạn. Cái đấy anh không phải ở trong VinFast, anh không rõ. Nhưng đại loại là khi quan điểm của anh là với cái tương lai mà để mở rộng thị trường đấy là thị trường xe điện chứ không phải là động cơ xe xăng. Dạ vâng, thế là tức là mình phải nghiên cứu đúng không ạ, chứ không phải là lấy công nghệ mua công nghệ từ BM, không phải là mua công nghệ từ các hãng khác nữa đúng không ạ? Cái việc công nghệ động cơ đốt trong thì nó chỉ áp dụng với thị trường mà chấp nhận động cơ đốt trong thôi. Giống như anh vừa nói là sao, các động cơ đốt trong sẽ đến các thị trường đang phát triển. Đấy. Chứ còn các thị trường mà đã phát triển thì nó sẽ là động cơ điện. Vâng. Em cũng có nghe một số thông tin là VinFast họ sẽ có những cái phiên bản mới, họ cũng chưa public, bởi vì cái đấy thì em nghĩ rằng là hiện tại họ chưa công bố. Tuy nhiên thì đã có dòng xe họ đã sản xuất ra để bắt đầu để chạy thử rồi, thì không biết là những thông tin đấy thì sắp tới đây là anh có những cái làm việc với họ và trải nghiệm những cái dòng xe nâng cấp mới, hoặc có thể là những dòng xe mà họ sản xuất cái sản phẩm mới hay không? Cái điều này thì bởi vì anh chỉ là một người hoạt động tự do, nên ra là cái việc mà người ta có ký hợp đồng với mình để chạy thử tiếp hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề, phụ thuộc về cái cách thức sản xuất. Ví dụ chẳng hạn như là với cái phần trăm và khối lượng công việc mà nó nhiều như xe Lux chẳng hạn, thì anh nghĩ là có thể. Nhưng mà cũng bây giờ anh chưa biết là cái định dạng sản xuất của cái dòng B và C tới đây nó sẽ như thế nào. Vâng, anh cái đấy thì là phải đi hỏi Vin, chứ anh thì anh không trả lời được. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Thế thì chúc anh rất nhiều sức khỏe ạ. Rồi, anh cảm ơn.